9 lý do khiến đàn ông thà độc thân chứ không yêu con gái thụ động Mặc dù ban đầu đàn ông dễ rơi vào tình yêu với những phụ nữ có tính nhút nhát, thụ động nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ cảm thấy chán nản bởi điều này mà thôi. Một số phụ nữ được ví như những bông hoa mềm mại, tinh tế, thu hút phái mạnh nhưng một vài nghiên cứu cho thấy đến cuối cùng nam giới cũng sẽ chán ngán những kiểu phụ nữ như vậy. Khi đàn ông bắt gặp một cô gái đang trải qua điều đau buồn gì đó họ cảm tưởng như mình trở thành chàng hiệp sĩ của nàng thơ ấy với bộ áo giáp dũng mãnh che chở và bảo vệ họ cùng họ đi qua những khó khăn nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó đàn ông dần dần sẽ nhận ra họ cũng không thể yêu mãi một người mà lúc nào cũng nhóc nhẽo giàu dĩ dựa dẫm vào người khác thời gian thay đổi xã hội thay đổi ngày nay phụ nữ có khả năng làm được rất nhiều thứ đó là lý do tại sao Đàn ông ngày nay cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người phụ nữ năng động và không lựa chọn sánh đôi cùng các cô nàng quá thụ động. Chỉ ngồi một chỗ, trực chờ đàn ông làm mọi thứ cho họ. Một, cô ấy chẳng bao giờ chủ động trong mọi việc và cũng không có những sáng kiến mới. Mỗi lần hẹn hò, nàng đều phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bước đầu tiên và điều này khiến đàn ông thấy chán ngán. 2 cô ấy thụ động ngay cả trên giường. Lần đầu tiên có thể đàn ông sẽ thấy điều đó thật thú vị bởi sự bẽn lẽn, nhút nhát dù dày đó. Nhưng về lâu dài, sự thụ động cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến đàn ông thấy mất hứng trầm trọng. 3. Cô ấy không bao giờ chủ động trong các cuộc trò chuyện và chỉ ngồi im lặng mỉm cười. Dĩ nhiên, người làm điều đó không ai khác chính là các chàng trai, luôn luôn là như thế. 4. Cô ấy hay hờn dỗi. Nếu cô ấy buồn rầu hay giận dỗi điều gì, cũng không bao giờ nói ra mà sẽ tỏ thái độ bằng cách giận hơn vô cớ, để bạn tự đoán ra nguyên nhân. 5. Cô ấy rất yêu bạn, yêu cách bạn tỏ tình và làm mọi điều vì nàng. Nhưng tiếc là nàng hiếm khi đáp lại những tình cảm ấy, cũng như thể hiện cảm xúc của mình ra với bạn. Chính những điều này khiến bạn cảm thấy thất vọng vì mọi thứ trao đi nhưng không được đáp lại. 6. Cô ấy cũng không có kế hoạch đặc biệt nào trong tương lai và dẫu cho có đi nữa thì cũng không bao giờ thảo luận điều đó với bạn. Đôi khi bạn tự hỏi, liệu nàng có thực sự muốn xây dựng một tương lai với bạn hay không? 7. Cô ấy thích lắng nghe những lời đóng góp ý kiến của bạn, nhưng lại không bao giờ tích cực đóng góp bất kỳ điều gì cho mối quan hệ của hai người. 8. Đôi khi bạn phải toát mồ hôi ra để làm mọi thứ và không có bất kỳ sự trợ giúp nào còn cô ấy thì ngồi đó chêm trệ như một nàng công chúa và tận hưởng những gì bạn làm ra. 9. Bạn không yên tâm nếu phải để cô ấy một mình trong một khoảng thời gian nào đó, bởi nàng lúc nào cũng cần được chăm sóc như một đứa trẻ vậy. Mặc dù đã trưởng thành, nhưng dường như nàng chẳng có được sự độc lập riêng của mình và chỉ có thể dựa dẫm vào bạn mà thôi.